Rồi thầy nhắc lại nhé. Bài toán giải mã bài số 25. Để mã hóa một số nguyên x, số nguyên dương x thành số nguyên dương y thì nó sẽ tính giá trị y bằng giá trị của x ban đầu cộng với các tổng các chữ số của nó. Ví dụ với x bằng 12 thì số y sẽ bằng số 12 tức là nó cộng với tổng các chữ số của nó tức là bằng 15. Đấy. Cái bài toán mã hóa là bài toán cho x tìm y. Đấy. Bài toán ngược lại của bài toán này gọi là bài toán giải mã, đó là cho y hãy tìm x. Vậy thì ta thấy rằng đây là x, còn đây là tổng chữ số của x, còn đây là y. Y cho rồi thì bây giờ ta thấy công việc của mình là đi for tìm giá trị của thằng này. Vậy thì ở đây các bạn này dễ dàng nhận thấy như sau. Ta có y sẽ bằng tổng chữ số của x bằng x cộng với không đạt, nó sẽ bằng 23 cộng với 2 cộng với 3 bằng 2, tức là người ta đó chính xác, nó bằng là như Minh bảo đó là bằng 23 bằng cái y nó sẽ bằng 23 cộng 2 cộng 3 tức là tổng các chữ số của nó. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái biểu thức của mình cần kiểm tra đó chính là biểu thức này. Y bằng tổng bằng x cộng với tổng chữ số của x. Vậy các bạn phải tổ chức hàm tổng chữ số của một số nguyên dương U. Đấy. Kết quả trả về là một số nguyên dương. Đấy. Vậy sau khi tổ chức được một hàm tính tổng chữ số rồi, bây giờ bạn nào biết được về bạn nào tổ chức được hàm tổng chữ số, tính tổng chữ số của một số nguyên dương U, các bạn comment số 1. Bạn nào chưa biết hàm tính tổng chữ số của một số nguyên dương U, các bạn comment cho thầy số 0 nhé. Phong vũ 1.000. 1.000 tức là đuôi không đúng không? Rồi, Đoàn là số 1. Đức Thắng, Quang Đạt, Phong Vũ, Tâm, Minh, rồi Tân, Đạt. Mấy đứa này lại bắt đầu spam rồi trời ơi, thế nó chưa lăn được hết. Rồi Vũ Âu Lâu, à Vũ Lê Hồng Phong thì sao? Vũ Lê Hồng Phong đã biết hàm tính tổng các chữ số của một số chưa em? Con Thành nhá, với bạn Công Thành đã biết được hàm tính tổng các mấy đứa này spam nó lăn ác quá, làm thầy lát nó không nhìn thấy đâu nữa, sợ thật. Tí nữa nói rồi Thành cũng đã biết hàm tính tổng. Vậy thì ở đây các bạn cũng đã đều biết hàm tính tổng các chữ số của một số. Vậy để nhắc lại một cách chi tiết hơn nữa, thì hàm tổng chữ số của một số nguyên dương U kết quả trở về là một số nguyên. Rồi, ta khởi tạo biến S, khai báo log in S ban đầu khởi tạo bằng 0 khi tính tổng, khởi tạo bằng 1 khi tính tích. Ta nhận thấy rằng chừng nào thằng U của mình đang còn lớn hơn 0 thì thực hiện các công việc gắn S bằng S cộng thêm một chữ số ở hàng đơn vị đó là U mốt 10. Giá trị của U sau khi cắt chữ số là U sẽ bằng gì? Các bạn comment vào cửa sổ cho thầy. U bằng gì? U bằng đi 10. U đi 10. U bằng U đi 10. Rồi rất tuyệt vời. Nó là U bằng U đi 10. Ngoài ra bạn Tân bạn còn gửi cái file gì mà mấy kilobyte thế này. Vậy nó như các bạn nhận thấy, chứ các bạn trả lời hoàn toàn chính xác, đó là U đi 10. Rồi, sau vòng quay này thì U bằng mấy các bạn? Các bạn comment vào cửa sổ, sau vòng quay này U bằng mấy? Công Văn, bằng Đạt trả lời bằng 0. Các bạn nào có kết quả khác nào? Phong Vũ, Tâm, Thắng.
xem tình hình dịch mới nghe nó chán đời. Minh 1 bằng 1 trừ 1. Ca sĩ Minh Hằng có bài hát 2 trừ 1 bằng 0, còn 1 trừ 1 bằng 0 hay không thì chưa chắc. Tân trả lời rất chính xác, bằng 0. Sau vòng lặp này U bằng 0 thì biến tổng các chữ số của số U đang nằm ở biến nào? Rồi. Rồi, chính xác, Thành trả lời cũng vừa cùng với các bạn trả lời chính xác, đó là biến S. Vậy thì ta sẽ ACS. Rồi, đó là hàm tổng chữ số xong rồi. Đây chính là cái biểu thức mình điều kiện. Ta nhận thấy như sau: x là một số nguyên dương, tổng các chữ số của một nó cũng là một số nguyên dương. Từ đó suy ra, giả sử hai thằng này bằng nhau, vậy thì ta có x cộng với thằng tổng các chữ số của x bằng y. Giả sử thằng này bằng 0 thì x của mình bằng y, giả sử thằng này bằng 0 thì tổng chữ số cũng bằng y. Vậy thì chỗ này ta sẽ thực hiện for cái thằng y chạy từ 1 cho tới y và thực hiện công việc. Nếu tổng chữ số của y cộng với y mà bằng y dài thì nếu y cộng với tổng chữ số của y, tức là mà nếu mã hóa của chữ y mà bằng y, thì đề bài người ta yêu cầu là đưa ra kết quả là kết quả giải mã xác định số ban đầu. Vậy người ta đưa nó ra. Lưu ý rằng cái số này là số được mã hóa nên số giải mã có thể có nhiều số khác nhau. Vậy thì ta sẽ thực hiện công việc đó là write ra thằng y ra. Sau khi write y ra, thằng đây là một nghiệm được thỏa mãn, người ta hỏi một nghiệm. Vậy muốn ngắt khỏi vòng lặp thì thầy dự sử dụng câu lệnh gì? Phong Vũ nhanh chóng trả lời ra đó, muốn ngắt khỏi câu lệnh cũng giống như Tâm trả lời, đó là câu lệnh break. Đấy, ok chưa? Đấy. Ở bài này thì có thêm một cái trường hợp nữa, đó là trường hợp vô nghiệm. Vậy thì ở đây ta sử dụng một cái biến P, ban đầu mình khởi tạo bằng 0. Trước khi write y ra, ta khởi tạo bằng 1. Đấy. Sau vòng lặp này, nếu P vẫn bằng 0 thì câu lệnh khi p bằng 0 thì điều đó chứng tỏ rằng câu lệnh p bằng 1 không được thực hiện lần nào, tức là câu lệnh write y không được thực hiện lần nào. Hay là cái khác, biểu thức điều kiện này không đúng lần nào thì khi đó ta kết luận luôn nó là vô nghiệm. Vậy thì các bạn write ra trừ 1. Ở đây đề nó chưa có, nhưng mà đây thầy hướng dẫn các em sử dụng kỹ năng sử dụng biến p, là biến cầm cờ, là biến phát hiện có nghiệm hay không có nghiệm nhé. Ở đây chương trình chính. Như vậy ở chỗ này thì các bạn phải cần thực hiện là đọc dữ liệu vào. Đấy, ta thực hiện đọc dữ liệu vào. Đây đây sẽ. Rồi, trên đây thuật toán của cái bài toán số 25 giải mã, đó là người ta cho y yêu cầu tìm x, trong đó y là số đã là mã hóa, còn x là số cần tìm. Và ta nhận thấy rằng y nó sẽ bằng x cộng với tổng chữ số của x. Vậy thì bây giờ ta for tất cả các cái giá trị x nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Nếu x cộng tổng chữ số của x mà bằng y thì đó chính là một nghiệm, thì ta thực hiện đưa nghiệm đó ra. Ở đây ta sử dụng kỹ năng cầm cờ, sử dụng một cái biến p để phát hiện có nghiệm hay không có nghiệm.